mỗi năm thiệt hại 57.000 tỷ đồng vì phân bón giả. Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam ước tính, mỗi năm nông dân nước ta chịu thiệt hại 2,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 57.000 tỷ đồng do sử dụng phải phân bón giả, phân bón kém chất lượng. Trong vòng gần 2 năm qua, giá phân bón đã tăng gấp đôi. Tình trạng này khiến việc gian lận trong sản xuất, kinh doanh phân bón đang diễn biến phức tạp hơn. Có không ít cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trong nước tung ra nhiều chiêu thức gian lận nhằm thu lợi bất chính. Theo Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương, bình quân mỗi năm phát hiện, xử lý hàng nghìn vụ phân bón giả, kém chất lượng. Tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2022, các đơn vị thuộc Tổng cục đã tăng cường kiểm tra, đã phát hiện rất nhiều phân bón giả, phân bón kém chất lượng lưu thông trên thị trường. Chỉ tính riêng thiệt hại do phân bón giả và phân bón kém chất lượng, mỗi năm Việt Nam đã mất đi từ 2 đến 2,5 tỷ đô la Mỹ. Trên thực tế, việc sản xuất phân bón giả, kém chất lượng diễn ra rất tinh vi với nhiều thủ đoạn, chiêu trò. Do vậy, sản xuất phân bón giả, kém chất lượng có nhiều cơ hội để phát triển. Cùng với đó là công nghệ làm bao bì giả rất giống với vỏ bao bì thật của doanh nghiệp lớn có đăng ký sở hữu nhãn mác.